đời có nhiều sự lựa chọn. Cảm ơn bạn đã chọn Jobline Việt Nam. Good morning, xin chào các bạn. Xin chào toàn thể tất cả các thành viên của đội ngũ kinh doanh và các đồng sự của Jobline trên khắp mọi miền đất nước. Tất cả chúng ta đều đang ở trong một giai đoạn vô cùng đặc biệt với lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ mà chúng tôi gọi là giai đoạn sắp xếp lại thị trường. Nó vừa là một thách thức nhưng cũng vừa là cơ hội để những thương hiệu uy tín vững mạnh khẳng định được vị thế của mình để khi mà cơn bão đi qua sẵn sàng vượt lên. Jobline là khối kinh doanh bảo hiểm nhân thọ toàn cầu của tập đoàn Chubb với lịch sử hơn 231 năm đã hoạt động rồi. Chúng ta luôn tự hào rằng khi vẫn đang là một trong những điểm sáng trước rất là nhiều thách thức của thị trường. Chúng ta không ngừng mang đến những lợi ích tối đa cho khách hàng nhờ vào nền tảng tài chính vững mạnh, những sản phẩm chất lượng, quy trình phục vụ chuẩn chỉnh. Và đặc biệt trên hết là nhờ vào những đóng góp không ngừng nghỉ của từng thành viên đội ngũ kinh doanh chúng ta đã luôn lấy khách hàng làm trọng tâm, luôn thấm nhận giá trị của Jobline, đó là Client Focused. Chúng ta đã là cầu nối cho rất nhiều các ứng viên có thể đến được với nghề bảo hiểm nhân thọ đầy tính nhân văn và cũng đầy tiềm năng phát triển ở xứ sở này. Ở Jobline Việt Nam, thành công của đội ngũ kinh doanh cũng chính là thành công của công ty, của Jobline. Để tạo nên các bước chuyển mình mạnh mẽ, nâng tầm giá trị thương hiệu Jobline Việt Nam cũng đồng nghĩa với việc chúng ta sẽ liên tục đổi mới, nâng tầm hình ảnh, đẳng cấp, vị thế và giá trị của đội ngũ kinh doanh Jobline Việt Nam để không những chỉ mang đến những lợi ích tốt nhất cho khách hàng mà còn nắm bắt cơ hội tạo nên những thành công lớn hơn cho chính mình và cho gia đình mình. Trong khi đó, đồng thời tiếp tục gìn giữ và phát huy giá trị cốt lõi của mỗi đại sứ thương hiệu Jobline Việt Nam, đó là chính trực, chuẩn mực và chuyên nghiệp. Công ty sẽ luôn luôn đầu tư không ngừng để tập trung phát triển rất mạnh mẽ cho đội ngũ ANC nhằm có thể phục vụ mọi nhu cầu của khách hàng tại Việt Nam, mà nhờ đó ANC cũng sẽ được tưởng thưởng một cách xứng đáng. Xin cảm ơn các bạn đã luôn kiên định, tận tâm để mang đến sự bảo vệ cho khách hàng và đóng góp vào thành công của Jobline tại Việt Nam. Xin cảm ơn. Đối với Nghĩa, niềm tự hào lớn nhất về Jobline Việt Nam thì đây là một công ty duy nhất trong thị trường bảo hiểm Việt Nam có 100% vốn từ Hoa Kỳ. Bên cạnh đó, Jobline có tài chính vững mạnh hàng đầu, không những ở Việt Nam mà trên toàn thế giới. Đối với tôi, niềm tự hào lớn nhất ở Jobline Việt Nam đó chính là xây dựng sự uy tín và chính trực. Đó cũng là một trong những giá trị cốt lõi của công ty chúng ta và đúng là lý tưởng mà chúng ta theo đuổi. Tại Jobline, chúng tôi tập trung phát triển nguồn nhân lực và hệ sinh thái công nghệ tạo nên mọi thuận lợi cho hoạt động kinh doanh. Bảo hiểm nhân thọ là một ngành vị nhân sinh vì con người và làm tất cả vì con người. Đối với tôi, có được niềm tin của khách hàng là một thử thách rất lớn. Mà chìa khóa dẫn đến sự thành công chính là chúng ta luôn phải đặt khách hàng làm trọng tâm trong mọi hoạt động, luôn cải tiến và phải đổi mới không ngừng. Sự chuẩn mực của người đại diện kinh doanh, những thông điệp đúng đắn mà người đại diện kinh doanh truyền tải đến khách hàng đã giúp họ nhận ra giá trị thiết thực của bảo hiểm, đồng thời hỗ trợ các bộ phận chức năng liên quan hoàn thành sứ mệnh, mang lại sự bảo vệ tài chính có ý nghĩa và đúng với kỳ vọng của khách hàng. Bước vào kỷ nguyên số 4.0, thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam cũng đang có những bước điều chỉnh để phát triển bền vững hơn. Đây chính là cơ hội cho người đại lý, người tư vấn tại Jobline Việt Nam nâng tầm hiểu biết của mình, tích lũy thêm các kiến thức để phục vụ tốt nhất những nhu cầu rất đa dạng của khách hàng. Và đừng quên những giá trị cốt lõi của người tư vấn tại Jobline, đó là sự tận tâm, chính trực và minh bạch.
Như vậy là chúng ta lắng nghe rất nhiều những tâm sự và những lời cảm ơn cũng như tri ân của đội ngũ ban lãnh đạo công ty dành cho những thành viên xuất sắc nhất trong Life Việt Nam. Và thực sự ngày hôm nay 13 tháng 9, cá nhân tôi đại diện hệ thống agency cho phép tôi gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến Tổng Giám đốc Trump Life Việt Nam và toàn bộ ban giám đốc của Trump Life Việt Nam đã luôn luôn hỗ trợ cho kênh agency trong suốt thời gian vừa qua. Thực sự đó là những người làm việc mà ở đằng sau cánh gà sân khấu nhưng luôn luôn quan tâm đội ngũ tiền tuyến. Thực sự chiên gửi lời cảm ơn tất cả quý vị và anh chị. Và cũng như vậy thôi, ngày 13 tháng 9 sẽ là ngày mà cá nhân tôi cũng như toàn bộ các thành viên ban giám đốc cũng muốn gửi lời tri ân đến tất cả đội ngũ kinh doanh Trump Life Việt Nam. Quả thực rằng là 18 năm qua với rất nhiều những khó khăn, với rất nhiều những thử thách chúng ta đã vượt qua. Cuộc sống thì có lúc thăng lúc trầm và tất nhiên rồi, công việc cũng vậy. Chúng ta đã có những thăng hoa trong sự nghiệp của mình. Và những năm vừa qua, 1 năm, 2 năm, 3 năm vừa qua là những khó khăn thử thách sau đại dịch Covid. Tôi biết quý vị và anh chị các bạn rất khó khăn ngoài thị trường. Tôi biết chúng ta có rất nhiều những hoạt động để làm thế nào đó phục sự khách hàng một cách tốt hơn. Nhưng kết quả vẫn chưa thể những kỳ vọng được, thì hãy kiên tâm, hãy kiên định và kiên trì với sự nghiệp của mình. Chắc chắn rằng ban lãnh đạo công ty sẽ luôn luôn đồng hành và giúp đỡ cho những thành tựu để giúp ta ngày một thăng hoa hơn trong đội ngũ xuất sắc nhất của Trump Life Việt Nam. Gửi lời cảm ơn đến quý vị đã chăm sóc khách hàng thân thương của Trump Life. Gửi lời cảm ơn đến quý vị đã luôn luôn gắn bó với khách hàng của mình và đem đến cho khách hàng của mình những giá trị tốt đẹp nhất. Chúc mừng 17 năm tuyệt vời rực rỡ, bước sang năm thứ 18. Chúc mừng cho nhiều năm sau nữa, 19, 20, 21 năm, và chúc mừng cho toàn bộ sự nghiệp chúng ta sẽ luôn luôn có được những điều tuyệt vời nhất. Trump Life by your side, chúng tôi luôn luôn đồng hành cùng quý vị và chị các bạn. Cảm ơn một lần nữa và chào tuổi mới. Sự ủng hộ cao của Trump Life Việt Nam. Trump Life Việt Nam cùng tất cả thành viên cấp cao của ban điều hành hệ thống kinh doanh sẽ cùng với tất cả hệ thống agency Trump Life Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 18 năm thành lập agency sẽ cùng nhau sánh bước.